thì có nhiều cái tin mà nó rơi đúng vào ngày của bác sĩ kêu như là mình có duyên thôi còn đài VN TV đó thưa quý vị mặc dù là một đài địa phương nhỏ nhưng mà trong suốt mấy năm vừa qua chúng tôi có những cái tin chúng tôi loan trước cả những tin tức của đài Hoa Kỳ ví dụ như những tin ở bên phía những cái nước khác mà nó có liên quan đến Việt Nam thì chúng tôi loan tin trước những đài của Hoa Kỳ tại vì sao khi điểm tin mà làm chúng tôi điểm toàn thế giới và tại vì mình là cái cảm nhận của người việt nam cho nên mình nhận những cái tin đó trước cách đây hai ngày chúng tôi đã loan tin là california có hai cái đặc biệt cái thứ nhất là ông kevin mccarthy trở thành ra là chủ tịch của hạ viện thế bà pelosi trong khi đó trước đó một ngày chúng tôi cũng nói bà Pelosi thắng tái cử thắng ở trên vùng San Francisco. Tức là hai nhân vật ở bên Nam Cali, cái thứ ba, một nhân vật thứ ba là mang cái chiến thắng để đưa đảng Cộng Hòa lên thành 218 phiếu đa số cần thiết để kiểm soát Hạ Viện cũng California ở quận hạt số 3. Chính tôi loan cái tin đó. Cái này cũng là một cái hên thôi. Mình làm sao ví bằng đài CNN. Nhưng mà mình có những cái cảm nhận và có những cái sự phân tích và mình cũng giống như người ta là mình loan trước. Đài chưa có chính thức mà đài CNN họ project là họ công nhận. Thì mình cũng bất chước mình công nhận. May quá trúng thì bác sĩ thấy hên không? Và bây giờ hay cái mà hên... Hên giỏi nữa, hên mà giỏi nữa. Mà giỏi nữa. <laughs> cái hên này nữa nè, cái hên đường có để đường nói chuyện với bác sĩ mà tôi sực nhớ lại cách đây vài ngày tôi đọc được cái bản tin này của Hoa Kỳ và bây giờ thì Peter lấy cái breaking news để quý vị thấy có một anh chàng chơi đồ cổ amateur như tôi với anh đã bác hiểu không phải nhà nghiên cứu cũng không phải là một cái 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 người mà nổi tiếng là cái hãng nổi tiếng gì hết đó chẳng hạn đi nhà chợ trời hay là gặp chỗ nào đó ai bán ảnh mua đem về thì không ngờ là anh mua được một số cổ vật của Việt Nam và đến khi anh chết đó thì cái cổ vật này nó là rơi vào ở trong một cái tình trạng là nó bắt bên về chủ quyền thì những nhà nghiên cứu của Hoa Kỳ Peter lấy cái breaking news dùm Peter những nhà nghiên cứu người ta mới tìm ra cái này và chính phủ Mỹ người ta bây giờ người ta trao những cái đồ cổ quý giá mà thuộc quốc gia dân tộc của Việt Nam cho nước Việt Nam kính thưa quý khán giả trong vấn đề này thì những nước mà bị ăn cướp, bị ăn cắp, bị những nhà cầm quyền độc tài, cộng sản vân vân ăn cướp những cái đồ của quốc gia đi bán ở ngoài quốc để bỏ tiền túi. Ở Việt Nam bây giờ đã bán những cái sử liệu ở bên Nam Hàn rất là nhiều. Tôi có tài liệu đó. Thì quý vị biết là mai mốt khi mà quốc gia mình được đàng hoàng rồi mình có quyền đòi những người mà sở hữu đó phải trả về cho dân tộc Việt Nam, quốc gia Việt Nam. Đó, mà Cộng sản bây giờ không dám làm tại vì nhân viên của họ ăn cắp, họ lơ đến để ăn cắp qua bên Nam Hàn. Bây giờ đâu có dám ra ra mất mặt cũng như cái 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 đồ của vua Minh Mạng đó, cái ấn với lại cái chén dĩa đó, đồ hoàng gia đó là cũng là ăn lòn ở phía sau. Từ nhà cộng quyền cộng sản biết bao nhiêu cổ vật của triều Nguyễn bị bán ra ngoài là cũng do những người mà quản trị mới của nhà cộng quyền trong khoảng thời gian từ 75 cho đến sau này lơ đễnh hay là ăn cắp đem ra bán đi một quốc cái điều đó là cái điều cộng sản họ sợ mất mặt họ không dám nói ra đâu nhưng bây giờ Peter lấy dùng cái breaking news, tôi mới gửi cái email đó để cho quý vị thấy đây là những cái cổ vật nó gồm có như thế này gồm có là cái email mà trong email rồi tôi gửi lại email một lần nữa tôi muốn để cho quý vị anh 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 hữu nói đây nữa anh nói thế giùm tôi rồi. cho tôi gửi vâng thì cái này đó thì đây là cũng nhân duyên thôi bởi vì thấy cổ vật này do mọi người đi chợ trời mua và cuối cùng bây giờ khi ra đi thì cái 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 này chưa biết thuộc về ai nhưng mà người ta kiếm được cái này và người ta muốn trả lại cho Việt Nam chúng ta thì thật ra khi như Miên nói tôi cũng chưa đọc cái cái tin này vì mà mới sáng nay thôi thì một lát á, thì anh du Nguyên nói rõ Và bây giờ tôi cái... bây giờ tôi đọc tin trong lúc mà peter lấy được cái hình tại vì tôi muốn hình. có cái hình này lên bảo ừ. tàng viện lịch sử quốc gia của cộng sản việt nam tiếp nhận một rìu đá thời kỳ ừ. đá mới bốn hiện vật gồm có ba cái rìu đồng và một cái nồi gốm ừ. quý vị nhìn thấy trên màn ảnh đó của văn hóa Đông Sơn tức là những cái văn wow. hóa này là của Việt Nam mà bây giờ xác nhận cái đó là của mấy Việt ngàn Nam năm, mấy ngàn, mấy ngàn, ngàn năm. năm ba tượng cát sấu đá thế kỷ thứ nhất thứ nhì sau Công nguyên và hai tẩu đồng thế kỷ 17 18 cái câu chuyện này thì là Hoa Kỳ họ đã lấy được FBI năm 2019 vào ngày 27 tháng 2 cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ công bố thông báo báo chí trên website của FBI rằng họ mong muốn trao trả các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp về với cộng đồng mà những cái đồ cổ này thuộc về đó là luật quốc tế đó thưa quý vị năm hai câu chuyện này nó nó kéo dài lắm từ năm một ngàn, không, 2013 trong cuộc điều tra tại Indiana, FBI đã phát giác công dân Donald Mueller. Ông này đã qua đời. Ông xưng là nhà từ thiện, nhà khảo cổ không có chuyên nghiệp lưu giữ một số những cổ vật. Thì FBI họ mới cho rằng những cái này là bất hợp pháp. Tại vì nó thuộc có quốc gia nào đó thì họ mới tịch thu hết gồm 7.000 đồ vật của ông này anh thấy nhiều wow. nhiều vậy sợ 7.000 mà mấy cái này là cái giá trị của nó khủng khiếp để lát tôi sẽ nói tới cái này nữa thì họ lấy của ông Donald Miller này về và họ phân ra cái nào của nước nào họ đồng ý họ trả từ năm 2013 2017 à, 2017 2019 họ mới công bố cho đến bây giờ họ mới chính thức trao cho Việt Nam kính thưa bác sĩ Võ Đình Hữu và cũng thưa quý khán giả thân mến có một việc mà nhân cái chuyện này bác sĩ võ định hữu và chúng tôi cũng nói luôn sợ mai mốt chúng tôi chết rồi chúng tôi không có cơ hội để nói nữa cái vấn đề mà trống đồng của người việt nam mình trống đồng đông sơn của việt nam mình nổi tiếng nhưng mà trống đồng không phải sở hữu độc nhất của người việt nam tất cả những người ở nam dương tử những sắc dân khác những nước khác ở trong Nam Dương Tử, ở trong đó Đông Nam Á bây giờ cũng là sở hữu chủ của những cái trống đồng này. Riêng Đông Sơn hay là những cái mà địa danh ở Việt Nam, nó thuộc Việt Nam. Đó, phần phân biệt rõ như vậy. Đừng nghĩ rằng trống đồng là của văn hóa Việt Nam only, không phải vậy. Của những sắc dân ở bờ Nam Dương Tử của Trung Hoa, tức là sông Giang, uh, tức là Dương Tử đó trường giang dương tử đó kính thưa quý khán giả trong lúc mà người việt mình đi về việt nam du lịch thì họ vẫn muốn mang những kỹ vật của việt nam bên việt nam làm giả cái trong đồng đông sơn rất là nhiều rất là nhiều đợt làm thứ nhất là họ phục chế tức là bất chước tiền nhân để làm lại để coi thử cái cách thức làm của tiền nhân như thế nào cái những cái đợt đó thì mắc tiền khoảng chừng hai chục ngàn một cái rồi sau đó họ xuống còn bảy ngàn tám ngàn rồi chế ra những cái cái là làm giả đó nó trắng nó làm giả bán bây giờ thì cho không ai lấy tại vì cái đó đồ giả nhưng mà có hồi đầu tiên người việt nam mình về tôi có nhiều người bạn trong đó có đồng nghiệp của bác sĩ nữa mua tới bốn chục ngàn một cái tại vì bác sĩ Tại vì về Việt Nam tiền nhiều mua 40 ngàn một cái. Sau này một anh cũng đồng nghiệp của tôi làm báo, anh chủ báo ở đây. Anh về Việt Nam anh mua 14 ngàn. Thì qua wow, tôi cười quá. Tại vì tôi biết cái vụ này. Tôi cười quá mà cười mình không dám cười. Cười nó la mình. Nó có tiền không mình nó mua. Đôi khi nó nói mình jealous. Mình nói như vậy. Nhưng bây giờ thì tá quả thông tin rồi. Trên thư viện Việt Nam chúng tôi có gần 50 cái. Ở Hoa Kỳ đã thưa quý vị có một cái mà tôi nói cái này để cho quý vị. Ai mà có cơ hội trong mai mốt sẽ can thiệp xin cho được cái trống đồng của quốc gia việt nam cộng hòa của chúng ta anh em sinh viên khi mất nước rồi cộng sản chiếm rồi anh em sinh viên còn lại của washington dc mới mang cái trống đồng của quốc gia việt nam cộng hòa chưng trong tòa đại sứ đó để khoe cái văn hóa việt nam cái đó là trống đồng thiệt trị giá của trống đồng thiệt thứ đó đó công được công nhận đó trên 2 triệu mỹ kim chứ không phải rẻ bây giờ bây giờ sao để mình giờ, nói lại cái này đó Còn để tôi để tôi nói <laughs> cho anh nghe cái này luôn tại vì cái này nó gần như là cái bí mật quốc gia mà nếu như không nói thì mai mốt mình không có dịp nói nữa tự nhiên mà nói nó vô duyên thưa anh khi tôi làm cái thư viện cách đây 22 năm trung tướng nguyễn chánh thi đã nói với tôi là anh sẽ trao cho em cái trống đồng của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa giữ đó cho quốc gia Việt Nam Cộng Hòa để một cái plat trên đó là anh tặng lại cho thư viện Việt Nam mà ở mở hoặc đơn là du miên tại vì anh biết tôi cho nên ông phải để tôi làm chứng để làm không có làm mất đó để ở trong thư viện Việt Nam hồi nào quốc gia mình chiếm lại từ tay cộng sản mình đem cái trống đồng đó về Sài Gòn về Việt Nam đó là lời của ông nguyễn chánh thi khi ông còn sống tôi rất tiếc là bà vợ của ông sau khi ông qua đời tôi có hỏi thì bà nói là bà muốn giữ cái đó tôi tôn trọng ông nguyễn chánh thi và tôn trọng bà vợ thứ hai của ông nguyễn chánh thi cho nên tôi không đề cập đến vấn đề đó nữa bây giờ cái trống đồng đó vẫn ở trong nhà bà quá phụ của trung tướng nguyễn chánh thi vậy thì mai mốt quý vị nào thấy lạc ở đâu thì biết truy ra cái gốc nó là như vậy. Bây giờ chúng ta còn có 3 phút nữa. Kính mời quý vị để cùng với bác sĩ Võ Đình Hữu và chúng tôi bước vào một tin thời sự trong ngày hôm nay tiếp tục cái chương trình của chúng ta. Bác sĩ muốn nói tin nào về vấn đề nào? tôi muốn nói cái về cái cổ vật này này, vấn đề mà mấy cái cái người đưa lại đó, tôi thấy Mỹ rất là đàng hoàng là vì những cái này nếu họ để trong thư viện Smithsonian ở DC thì rất là giá trị, nhưng mà gửi về cho các nước rất là hay và chúng ta thấy rằng đó cái này thời đời đã thế kỷ thứ nhất và trước công nguyên cái này rất là hiếm quý đây là một cái nhân duyên cho Việt Nam và tôi muốn khi mà trao trả lại cho Việt Nam cái này phải để trong bảo tàng viện Việt Nam chứ đừng để những cái tay đầu sỏ lấy đem về nhà mà tôi nhân tiện này tôi nói là tôi qua bên Đài Loan tôi rất cảm phục ông tưởng như thật là khi ông qua Đài Loan tất cả bảo vật của Trung Hoa ông đem qua hết nhưng tất cả cái đó ông đưa vào bảo tàng viện trung ương ở Đài Bắc không lấy một cái nào về gia đình. Một tấm gương rất sáng của ông Tử Nhật tôi muốn nói đây. Và tôi mong rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng sẽ phải làm như vậy. Tất cả cổ vật của Việt Nam sẽ để vào trong cái bảo tàng vì một cách trang trọng. Các ấn vàng, các chén vàng và những cái đồ người Mỹ này đem về. Tôi xin thán phục FBI không Mỹ và Mỹ. Họ không tham lam, không giữ lại lòng họ mà trả lại cho các nước trên toàn Và thế giới. Bác sĩ nói ừ. câu chuyện đó thì chúng tôi cũng nói luôn với bác sĩ đó. Trong khi mà chúng tôi đi nghiên cứu đó, chúng tôi được Linh Mục Nguyễn Lạc Hóa là ông đại tá đặc khu trưởng, đặc khu Hải Yến, Cà Mau của mình. Hồi ông về ông làm cố vấn cho ông, ông tưởng kinh quốc đó, ông mới dắt tôi xuống ở dưới cái mộ của ông ông tưởng với thạch đi vô thế? cái bảo tàng viện đó có thể nói tôi là người Việt Nam rất hiếm hoi được đi xuống dưới đó tại vì chỗ đó là quốc cấm không ai xuống được hết đó chỉ có linh mục hóa đại tá hóa mới dẫn tôi xuống dưới đó được thôi thì tôi vô trong đó tôi chụp hình được cái cái mà huy chương của ông tưởng với thạch gửi cho ông Ngô Đình Diệm công nhận Việt Nam Cộng Hòa và cái thứ gì là ông Ngô Đình Diệm cũng gửi một cái huân chương để cho ông tưởng với thạch họ để ở dưới đó tôi có chụp hình được cái đó và có thể nói đó là một cái cơ hội hiếm hoi bây giờ người ta đâu có cho vua đó nữa lần sau tôi đi với phái đoàn chính thức California xin vô nó không cho vô chỉ có linh mục hóa hồi đó còn sống thì cho chúng tôi vô đó rất tiếc là hết giờ rồi mời bác sĩ rồi, chào quý vị một cuối tuần thật vui khỏe bên cạnh người thân và chúc quý vị luôn luôn nhớ về quê hương vâng xin chào tất cả quý vị